Thưa quý vị, nhiều ngày qua, vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt quả tang xách hơn 11 kg ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam khiến dư luận rúng động. Vụ việc đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng. Từ vụ việc này, người ta lại càng quan tâm nhiều hơn đến nghề tiếp viên hàng không, công việc mà nhiều người mơ ước. Theo tìm hiểu, thì người muốn làm tiếp viên hàng không cần đạt được nhiều tiêu chuẩn từ ngoại hình, chiều cao đến ngoại ngữ, khả năng giao tiếp tốt và đáp ứng các kỹ năng an toàn. Từ những điều kiện khắt khe này, mức lương mỗi tháng của tiếp viên hàng không là vấn đề được nhiều người thắc mắc trên mạng xã hội. Theo thông tin tổng hợp cơ bản từ các hãng, lương của các tiếp viên hàng không bình quân sẽ khởi điểm từ 4,5 triệu đồng một tháng. Đây là mức lương cơ bản, nếu cộng thêm hết các khoản phúc lợi trợ cấp thì mức lương tiếp viên trung bình sẽ nằm trong khoảng 21 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, các tiếp viên sẽ có công tác phí từ 2 đến 10 triệu một tháng, tùy vào vị trí công việc, số lượng giờ bay và hãng bay. Tại Việt Nam, Vietnam Airlines là hãng hàng không đang có mức chi trả lương cho tiếp viên cao nhất. Sau nhiều đợt điều chỉnh lớn về tiền lương cho nhóm lao động đặc thù từ năm 2008, thu nhập bình quân của tiếp viên Vietnam Airlines dao động từ 22 đến 25,5 triệu đồng một tháng. Năm 2019, thời kỳ bùng nổ hàng không và du lịch trước khi dịch Covid-19 bùng phát, lương tiếp viên hàng không Vietnam Airlines trung bình 28,8 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, theo thông tin từ lãnh đạo Vietnam Airlines, do những tác động của dịch bệnh khiến hoạt động kinh doanh của công ty lao dốc, nên năm 2020, thu nhập của cán bộ công nhân viên của hãng chỉ còn 60% so với năm 2019. Thu nhập bình quân của tiếp viên và lao động mặt đất, theo báo cáo tài chính năm 2020, cũng giảm lần lượt còn 13,8 triệu đồng một tháng và 14 triệu đồng một tháng. Mức lương của các hãng hàng không khác cũng tương đương. Đơn cử lương tiếp viên của Vietjet Air dao động trong khoảng từ 19 đến 25 triệu đồng một tháng. Bamboo Airways trả cho tiếp viên từ 16 đến 26 triệu đồng một tháng. Jetstar Pacific trước khi tái cơ cấu trở thành một thành viên của Vietnam Airlines Group và đổi tên thành Pacific Airlines thì thông tin mức lương cho tiếp viên từ 18 đến 20 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch và cuộc cạnh tranh giành nhân lực ngày càng nóng, mức lương của phi công hay tiếp viên tại các hãng bay hiện nay có khá nhiều biến động. Đơn cử, đầu năm 2022, để phục vụ kế hoạch mở lại tất cả các chặng bay, hàng loạt các hãng hàng không Việt Nam như Bamboo Airways, Vietjet Air, Vietravel Airlines đồng loạt thông báo tuyển dụng phi công và tiếp viên. Thời điểm đó, Bamboo Airways thông báo tuyển dụng tiếp viên 5 sao với thu nhập lên đến 1.500 đô la Mỹ, tương đương khoảng 34 triệu đồng, và với vị trí tiếp viên trưởng là 3.000 đô la Mỹ, tức gần 70 triệu đồng.